Cơ quan chức năng vào cuộc yêu cầu khách sạn tại Phan Thiết dừng ngay việc thanh toán phòng bằng tiền ảo Pi. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận buộc một khách sạn ở thành phố Phan Thiết chấm dứt việc niêm yết và thanh toán tiền phòng bằng tiền ảo Pi. Trước đó, trên mạng xã hội đã xôn xao về việc khách sạn Minh Tâm nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận công khai niêm yết và thanh toán tiền phòng bằng tiền Pi song song với hệ thống thanh toán tiền Việt. Theo niêm yết này, giá phòng tại khách sạn dao động từ 350.000 đến 550.000 đồng và được quy đổi thành 0,15 hoặc 0,24 Pi. Mỗi giường có phụ giá khoảng 150.000 đồng, được quy đổi thành 0,1 Pi. Phía dưới bảng niêm yết có chú thích, quy đổi 1 Pi bằng 2,3 triệu đồng và thanh toán bằng tiền ảo này từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thời điểm đoàn đến kiểm tra, chủ khách sạn đã thừa nhận có niêm yết cho du khách biết và thực hiện việc thanh toán tiền phòng Pi được 5 ngày, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2023. Nhưng đến ngày 1 tháng 3, lực lượng chức năng liên quan đã đến yêu cầu buộc chủ khách sạn phải tháo dỡ ngay niêm yết giá không đúng quy định pháp luật này. Ngay sau đó, chủ khách sạn Minh Tâm đã thực hiện niêm yết và không còn niêm yết bảng giá phòng bằng tiền Pi. Trước đó, thì đồng Pi từng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư tại Việt Nam. Đồng tiền điện tử này được quảng cáo là có thể đào được thông qua những chiếc smartphone bằng ứng dụng có tên là Pi Network. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực blockchain bày tỏ lo ngại rằng đây có thể là một hình thức lừa đảo người dùng để lấy thông tin cá nhân.